Thưa quý vị, nhằm đẩy mạnh tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử thực hiện chuyển đổi số, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tây Ninh đã và đang nỗ lực thu nhận hồ sơ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công dân làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử. Từ đầu tháng 1 đến ngày 21 tháng 3 năm 2023, với tinh thần trách nhiệm cao, không kể ngày hay đêm, từng cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường xuống địa bàn cùng công an các xã, phường, thị trấn hỗ trợ hướng dẫn cài đặt định danh điện tử VNEID cho 5.316 công dân, trong đó mức 1 là gần 4.600 công dân, mức độ 2 là trên 720 công dân. Đây là sự nỗ lực của cán bộ chiến sĩ lực lượng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Tây Ninh trong thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về chuyển đổi số thời gian tới.